Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là ống dẫn ga điều hòa từ lốc lên dàn nóng của xe Ford Transit 2013 đến 2019. Đây, sản phẩm là hàng chính hãng luôn anh em nhé. Đấy. Đây, một đường bắt vào lốc, một đường bắt vào dàn nóng. R134A và R1234. Đấy. Tức là ga này nó sẽ sử dụng được là ga R134 và sử dụng là ga 1234. Đấy, đây là hàng xịn chính hãng anh em nhé. Ford đây. Cái cấu tạo của sản phẩm thì là phía đầu hai mặt bích sẽ là hai mặt bích như này. Đoạn này sẽ là cái để chúng ta bắt vào chỗ hệ thống này. Đây là cái đoạn khớp nối này. Đó. Anh em mà quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại.